À, xin chào các bạn. Lại là tôi đây các bạn ơi. À, tôi không biết nói gì hơn nữa. Xin chúc tất cả quý vị và có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe ạ. Thì hôm nay hôm nay tôi lại chăn bò các bạn ơi. Cũng có gì hơn đâu thì cũng đi chăn bò bình thường mỗi ngày, nhưng hôm nay tôi có đem một số có dụng cụ để vẽ trong khi chăn bò các bạn. Nếu bò ngoan thì tôi ngồi tôi vẽ, mà bò không ngoan thì mình từ từ mình vẽ. Thì hôm nay tôi sẽ vẽ một cái anh chàng mà tôi nghĩ các bạn rất là thích. Nhưng mà vẽ được hay không thì mình phải cố gắng thôi. Thì công việc của tôi thì nói chung là lên núi rồi chăn bò, thì tôi rảnh thì tôi ngồi tôi vẽ. Chứ các bạn biểu tôi làm vẽ cái clip vẽ thường xuyên với anh thì cũng không có thời gian. Vẽ cũng không đẹp cho lắm, thì buồn chăn bò, vừa chăn bò vừa vẽ cho vui thôi. Thì nói chung cũng không có rảnh thời gian các bạn à. Thì những cái video lần sau tôi cũng, nếu mà tôi có tiền thì tôi làm ẩm thực cho
nó vui mà vừa ẩm thực mà vừa tốt nữa, tại vì mình ẩm thực mình hay ăn mà, ăn cho nó mập. Ủa, tụi ăn cũng nhiều lắm mà đâu có mập đâu ta. Thôi làm gì cũng được thì sự đóng góp của quý vị các bạn, tôi nếu mà tôi thực hiện được thì tôi cố gắng thực hiện nha các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.